Trang Hải xin mến chào anh chị bà con. Thì hôm nay Trang Hải lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị bà con một cái dãy nhà cực kỳ mới đẹp, vừa mới xây dựng luôn bên Trang Hải luôn. Thì cái dãy nhà này thì gồm có 7 căn. Một căn đầu nè, ban công vòng siêu đẹp luôn. Thì căn phía trước này có diện tích ngang 5m, dài cho 7m, được thiết kế một trệt một lầu gồm có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Thì cái căn này phía đầu này chủ nhà đang bán với giá đúng 920 triệu, đường ô tô tới nhà luôn anh chị bà con. Và video hôm nay Trang Hải sẽ dành riêng cho 6 căn nhà nhỏ phía sau nha anh chị bà con. Như đây là con đường để vào 6 căn phía sau nhà mình. Vị trí của cái dãy nhà mới xây dựng thuộc ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, rất gần với chợ Gò Đen luôn nha anh chị bà con. Và căn nhà đây phía sau, và đây mà bà con lại xem một lần nữa, mặt trước của dãy nhà phía sau giá 460 triệu. Thì diện tích của căn nhà của mình là ngang 4m, dài 6m, được thiết kế một trệt và một cái gác suốt nha anh chị bà con. Đó, và hiện tại cái 6 căn phía sau này thì chủ nhà bán với giá một căn là đúng 460 triệu, không phát sinh bất kỳ chi phí. Và sau đây mời bà con cùng chuẩn bị vào Trang Hải khám phá chi tiết căn nhà. Trước khi vào nhà mình thì đây bà con cũng nhìn thấy nè, đây tường chủ nhà lọt rất là cao ráo, thoải mái, rất sạch sẽ luôn. Và phía trước mình á, nói chung là cũng không đông ngặt cho ai đó. Và cái dãy nhà này là có hướng nam nha anh chị bà con. Và bên chủ nhà cũng trang bị cho con đồng hồ nước nè, đồng hồ điện riêng từng căn cho anh chị bà con, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Và sau đây mời bà con cùng Trang Hải vào khám phá chi tiết phía trong nhà. Trước khi vào nhà mình á, thì có chủ nhà làm bộ lớp cửa sắt nè, bốn cánh sơn kính điện đó, và kèm theo đó là song sắt rất là chắc chắn luôn. Và đây á, là toàn bộ không gian căn nhà của mình nha, chiều dài ngang 4, dài 6, nền gạch lót cũng là bà con nhìn thấy cái màu này xám xám, nó rất là mát con mắt của bà con mình luôn, nói chung là rẫy luôn. Rồi nè, phía cuối đây á, thì mình cũng có không gian bếp, thì cũng tủ bếp trên, tủ bếp dưới, cái này thì màu bằng nhôm nha, có rất nhiều ngăn nhiều hộc. Mặt bếp thì chủ nhà cũng lót gạch cũng rất là sạch sẽ, cũng như tường bếp là bà con nhìn thấy chủ nhà phải nói pha màu vừa cái nền gạch với bếp cái này kia làm cho căn nhà mình thêm sang và bắt mắt thêm luôn. Và trần của mình nè, bà con nhìn thấy rất là cao ráo và thoải mái luôn. Phía trước mình có thể lộng lộng gió mà thổi vô căn nhà mình, nói chung không có bị nóng nực luôn. Hệ thống chiếu sáng cũng đầy đủ luôn. Dạ rồi, phía tay trái của bên Trang Hải á, là mình có một cái nhà vệ sinh từ nền gạch nè, còn rất là mới. Chủ nhà lót gạch nhám là gạch bông nè, chống trần trời cũng như xung quanh nè, trang bị cho bà con nè. Và phía sau như đây bà con nhìn thấy, phía sau mình á cũng không đụng ấy với ai, cho nên bà con thấy bông gió nè, trao đổi không khí luôn, không chỗ nhà vệ sinh là quá ok luôn. Cũng có bồn cầu nguyên khối nè, cũng có vòi sen nè, cũng có kinh rửa mặt nè, quá là tuyệt vời luôn. Rồi, và tiếp theo á, ở chỗ này chủ nhà có chờ cho bà con ống cấp ống xả chỗ này, ổ điện bà con về lắp đặt cái máy giặt chỗ này là quá ok tuyệt vời luôn. Và rồi ngoài lớp vệ chính Trang Hải bổ sung thêm, phía bên đây chủ nhà có làm thêm một cái lớp cửa sổ hai cánh cũng bằng sắt và có song sắt rất là an toàn cho anh chị bà con mỗi khi đi xa luôn. Và đây á, là cầu thang hướng lên cái gác suốt của mình, thì chủ nhà làm sắt ống sắt tròn nha anh chị bà con, sơn tĩnh điện. Và những cái bậc cầu thang của lên của mình á, là chảy bằng sắt dĩ cho dễ dàng cho anh chị bà con mình, có thể là con em nhỏ rất thuận tiện di chuyển lên cái gác suốt của mình luôn. Rồi, và đây á, là toàn bộ không gian trên các gác suốt của mình đó, chủ nhà xây rất là rộng rãi, anh chị bà con có thể ngăn làm hai phòng luôn. Đây, và phía sau mình á, nó không có đụng chạm với ai, cho một cái cửa sổ anh chị bà con có thể mình lấy gió lấy sáng vô căn phòng là trao đổi không khí lưu thông trong phòng là quá ok luôn. Hệ thống trên của mình nè, cũng rất là cao ráo nè, chủ nhà có chờ rất là nhiều ổ điện cũng như những cái ống đồng cho anh chị bà con có thể về sử dụng lắp đặt thêm máy lạnh. Và phía trước của mình nè, có một cái cửa sổ bốn cánh bà con nhìn thấy, đây dòm ra phía ra nhà dân lấy gió lấy mát, rất là không khí là quá ok tuyệt vời luôn. Rồi, và vừa rồi á, bà con mình cũng xem hết cái giới thiệu video của nhà mới, dãy nhà mới bên Trang Hải. Thì Trang Hải á, xin nhắc lại thông tin về căn nhà mình. Thì căn nhà mình á, cái dãy nhà mới này á, thì gồm có 7 căn. Một căn đầu như thế này á, thì diện tích ngang 5m, dài cho 7m, thiết kế một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh và ban căn bốc vòng luôn. Thì có giá là 920 triệu và có 6 căn phía sau. Thì với mức diện tích ngang 4m, dài cho 6m, xây một cái lầu suốt luôn, bán với giá đúng 460 triệu. Vị trí của căn nhà mình là thuộc ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp. Từ đây mà di chuyển ra quốc lộ 1A cũng như chợ Gò Đen á, chỉ có 1 km thôi. Anh chị bà con mình quan tâm tới cái căn dãy nhà mới này á, thì có thể liên hệ với Trang Hải qua số điện thoại trên màn hình. Và cuối cùng, Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.